nằm giữa khúc ruột miền Trung nắng gió, khí hậu khá khắc nghiệt, nhưng Quảng Trị lại có một kho báu vô cùng quý giá. Đó là bờ biển dài 75 km với những bãi tắm xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ. Nổi tiếng trong cả nước như Cửa Tùng, Cửa Việt, nằm cách không xa đất liền là đảo Cồn Cỏ. Đặc biệt đảo Cồn Cỏ với đa dạng động thực vật chỉ cách bờ gần 30 hải lý là tài sản vô giá do thiên nhiên ban tặng cho người dân nơi đây. Từ cầu Hiến Nương lịch sử, xuôi theo dòng bến Hải Hiền Hòa, hai bên là làng quê Chủ Phú Bình Yên, thuyền sẽ đưa du khách lướt nhẹ trên dòng nước xanh để đến với Cửa Tùng, nữ hoàng của các bãi tắm. Cửa Tùng thuộc địa phận xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, cách thị xã Tỉnh Lỵ Đông Hà 35 km. Đây là một vịnh nhỏ, ăn sâu vào chân dài đất đồi Ba Gian, chạy sát vùng biển. Vùng bờ biển miền Trung là nơi thường xảy ra những trận gió to, sóng lớn, bão tố bất thường, nhưng Cửa Tùng lại là nơi hiền hòa, kín gió, tàu thuyền đánh cá của ngư dân có thể neo đậu an toàn. Nằm phía bắc cửa biển là một bãi cát trắng thon dài, nằm phơi mình bên làn nước xanh biếc. Bãi tắm thật êm đềm và nên thơ, được bao bọc kỹ lưỡng bởi bà mẹ thiên nhiên là hai bãi đá từ hai phía, mũi Si và mũi Lài. Đứng trên mỏm đồi đất đỏ ăn ra phía biển, nhìn xuống Cửa Tùng, du khách sẽ ngẩn ngơ trước quang cảnh tuyệt đẹp trải ra trước mắt. Các bãi đá lô nhô kéo dài ẩn hiện dưới làn nước biển, sóng ầm ào vỗ bờ làm tung bọt trắng xóa. Xa xa là bãi cát trắng mịn và đảo Cồn Cỏ mơ màng trong màu xanh ngắt của biển trời. Một bức tranh thiên nhiên mà tạo hóa đã thật kỳ công tạo dựng nên để làm món quà cho vùng đất nắng gió này. Người xưa đã ví Cửa Tùng như là chiếc lược đồi mồi cài trên mái tóc bạch kim của sóng biển. La Bò, một người Pháp rất am tường về Đông Dương và Quảng Trị, đã phải thốt lên: Cửa Tùng có một sắc thái rất đặc biệt, nó được cấu tạo bởi một dải cao nguyên xanh tươi dựng xiên thành bờ trên một bãi biển có độ dốc thoai thoải và nhẹ nhàng. Từ đỉnh dốc, người ta chiêm ngưỡng những màu xanh luôn biến đổi của biển và trời. Cách thị xã Tỉnh Lỵ Đông Hà 15 km, bãi tắm Cửa Việt nằm ở địa phận Do Việt, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Dù không được mệnh danh là nữ hoàng bãi tắm như Cửa Tùng, nhưng Cửa Việt lại mang vẻ đẹp duyên dáng riêng. Những bãi tắm rộng, cát trắng, mịn sẽ trải dài bên những rừng dương liễu xanh rì. Cảnh vật ở đây thật lãng mạn. Môi trường bãi biển Cửa Việt khá lý tưởng, lại thuận tiện giao thông, gần thị xã Tỉnh Lỵ, gần trục đường xuyên Á, gần cảng, nên hàng năm bãi biển Cửa Việt thu hút một lượng khách khá lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trung bình mỗi năm, bãi biển Cửa Việt đón đến trên 100.000 lượt khách. Theo chân cô bạn quê ở Quảng Trị, chúng tôi đến với bãi biển Mỹ Thủy thuộc xã Hải An, huyện Hải Lăng. Đây là bãi biển có bãi cát trắng dài, phẳng mịn và sạch, mang trong mình đầy vẻ nguyên sơ và duyên dáng kỳ lạ. Môi trường ở đây khá lý tưởng. Nơi đây hàng năm vào mùa hè đã thu hút được lượng khách tắm biển khá đông. Mỹ Thủy, tên của một miền quê đau thương mà anh dũng quật cường trong kháng chiến chống ngoại xâm. Tên của một vùng biển thân thương của Quảng Trị đã hồi sinh trên hoang tàn đổ nát của chiến tranh và đang từng bước khởi sắc thay da đổi thịt trong các dự án lớn. Mỹ Thủy có tiềm năng về cảng biển nước sâu nên khá thuận tiện trên hành lang kinh tế Đông Tây. Theo như lời kể của những ngư dân ở đây,
Vị trí bãi ngang này nằm trong quy hoạch dự án cảng nước sâu, hứa hẹn một sự khởi sắc về kinh tế. Cảnh đẹp, tiềm ẩn nhiều tiềm năng, nhưng quả thực, đời sống của người dân ở đây còn khá vất vả. Họ sống nhờ vào biển, nhờ vào con tôm, con cá. Chính vì vậy, khi dự án cảng nước sâu ra đời, khiến cho những con người cả đời chỉ biết đến nghề biển không khỏi lo lắng. Giờ đây này là dân Vân Chai là Mỹ Thủy nói riêng, Hải An nói chung. Nhưng trước đây là cha ông sống bằng nghề biển đó là cũng giờ vào là mặt biển để mà sinh sống. Nhưng trong thời điểm là hiện tại đấy là chứ họ có cái nuôi tôm, nuôi trồng thủy sản chứ thải nước là ô nhiễm đó lên chứ đời sống của dân cũng gặp nhiều khó khăn. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là chứ ở bãi ngang của tôi là hiện giờ là làm bằng cái nhỏ. Nên chứ mà nếu như ô nhiễm sát trong bờ thì nước tôm thải ra nhiều quá thì chứ bà con cũng là cuộc sống bà con cũng quá vất vả. Nhưng sắp tới đây thì cũng có ngay dự án đô về bên cảng nước sâu Mỹ Thủy á. Thì giờ tôi cũng có ý định như thế này là bữa các chỗ kia là họ cũng từng di dời dân. Nhưng là trong một thời gian nào đó thì dân cuộc sống tái định cư mới thì cuộc sống họ cũng chấp vấn khó khăn trên cuộc sống hiện chưa là dân muốn nhu cầu là nếu như mở cảng nước sâu Mỹ Thủy thì chưa là phải dời dân về một địa điểm nào đó để có mặt biển để họ sinh sống, chứ nếu như mà dân của tôi mà lên làm rừng ở rừng thì không biết làm cái gì mà ăn được hết. Nhưng chứ bà con lại đấy cũng gặp khó khăn, chứ còn ở biển là chứ đặc biệt là bãi ngang quá khó khăn, thì một khi là cơn bão vô ở biển là khi nào trực tiếp đối chọi với bão hết, mà một lần bão vô là nói chung đời sống của dân là cũng khó khăn vì gia cửa này mấy gia cấp 3, cấp 4 thôi chỉ trụ bão không nổi. Nhưng cũng muốn giờ cấp trên cả trang đó mà có cái chương trình ủng hộ gia chống bão thì cũng giúp đỡ cho bà con một số, để cho bà con khi mà đến khi bão về thì có một vài cái gia tránh trụ bão hành an toàn hơn, hành tự tin hơn. Chứ nếu như mà mình một lần mà di dời dân là cũng vất vả. Cái mục đích của tôi là cũng mong muốn như vậy. Sợ có Hải An này là làm ở sâu nên tôi mong muốn rằng thế là cảng sâu này làm rằng là đem nếu bồi thường dân đi là phải bồi thường các trăng để địch đạo. Mục đích là còn dời dân đi đâu là phải làm cho dân làm biển ăn cho được. Vì rằng ở trên chưa đây nói làm biển đem lên trên rừng mà nói làm ăn thì làm ăn không được. Nên mong muốn cái này thôi. Huyện về là nói chủ trương là dời dân thì phải là giống làm cho cát răng để bồi dân cho được đích đáng cho dân, rồi dân có mong là dân sẽ đi, nếu bồi không được là dân không đi. Vài năm trở lại đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu, mưa bão thất thường cũng khiến cho sản lượng đánh bắt của ngư dân không ổn định. Ở Mỹ Thủy, do đời sống còn khó nên nhìn chung những phương tiện đánh bắt còn khá thô sơ. Chính vì vậy nên người dân làm cũng chỉ để đủ ăn chứ không tích lũy được nhiều. Hiện tại giờ là quê hương tôi là làm biển, sống với nghề biển, chủ yếu là nhờ biển mà nếu biển mà càng ngày mà càng cạn kiệt là biển là thất thu là ngăn đói. Nó còn và tôi cũng yêu cầu là nếu chứ mà sau này mà có cái dự án như đó là mà di dời dân là tôi mong nhà nước là phải đền bù cho thỏa đáng và giúp đỡ dân, để cho dân vì dân ở biển là phải cho dân ở cái vùng biển để làm biển, chứ nếu dời dân lên nông là coi dân biển nó cũng biết làm cái nghề chứ mà ăn hết. Chia tay mảnh đất anh hùng nhưng vẫn còn khốn khó, chúng tôi chỉ mong rằng trong tương lai không xa, đời sống người dân ở đây sẽ được cải thiện, nơi đây sẽ trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Đến đây, họ không những được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng đất này,
mà họ còn được nghe những bản anh hùng ca về mảnh đất và con người nơi đây. Du lịch do chuyên gia Cuba lập năm 2006. Diện tích của đảo dành cho du lịch là 40 hectare. Hạ tầng dịch vụ được thiết kế đồng bộ, hiện đại, hài hòa với cảnh quan của đảo, theo phương châm biến cồn cỏ thành đảo du lịch, nhưng hạn chế đến mức thấp nhất sự tác động của con người vào thiên nhiên. Nằm trong ngư trường Con Hổ, rộng gần 9.000 km2, gần với vùng đánh cá chung Việt Nam-Trung Quốc, biển đảo Cồn Cỏ có nhiều chủng loại hải sản với trữ lượng lớn. Đáy biển quanh đảo có hệ san hô, sinh vật biển đa dạng, phong phú. Đặc biệt, Cồn Cỏ là một hải đảo có nhiều lợi thế về phát triển du lịch, vì đây thực sự là một thắng cảnh tuyệt đẹp và nên thơ. Cồn Cỏ và vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ nằm trong cái ngư trường Con Hổ rộng gần 9.000 km2, là nơi giao thoa giữa các dòng hải lưu Đông Bắc, Tây Nam. Vì vậy mà vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ là một cái vùng biển mà có cái nguồn lợi thủy sản rất là phong phú. Cái thứ hai là chính phủ khi thành lập huyện đảo đã định hướng xây dựng Cồn Cỏ thành đảo du lịch. Du lịch thì phải gắn với biển đảo và gắn với các nguồn lợi thủy sản. Và thứ ba là trong những năm gần đây, do cái nhu cầu mưu sinh, ngư dân của Quảng Trị cũng như các tỉnh miền Trung tham gia đánh bắt ở quanh đảo Cồn Cỏ đã dùng các cái biện pháp đánh bắt có tính chất hủy diệt môi trường. Với ba cái lý do như vậy, cho nên chúng tôi thấy rằng là rất cần thiết phải thành lập một khu bảo tồn để bảo vệ những cái nguồn lợi mà rất quý giá của vùng biển Cồn Cỏ và xung quanh đảo. Giữa đảo có một đỉnh đồi nhô cao, trên đảo có nhiều loại cây lạ. Thế giới động vật trên đảo tuy không nhiều chủng loại nhưng khá độc đáo như én, chim cườm và đặc biệt là cua đá to gần bằng bàn tay. Đêm đến, bò ra rất nhiều là nguồn thực phẩm quan trọng trên đảo. Cồn Cỏ còn có hải sâm đen, trắng, to bằng ngón chân cái, dài bằng gang tay, vừa là vị thuốc, vừa là thức ăn cao cấp, xếp ngang với yến xào. Cồn Cỏ gần như là hải đảo duy nhất có hệ sinh thái đa dạng, lại không quá xa bờ và hoàn toàn có thể biến mình thành đảo du lịch ngọc ngà giữa biển Đông. Ở đây, nước biển ấm quanh năm với những bãi cát đẹp trải dài, rừng chiếm hơn 70% diện tích đảo và là hệ sinh thái khá hiếm của đảo núi lửa nước ta. Hơn nữa, đảo còn có nhiều chứng tích chiến tranh thời chống Mỹ,
như khu địa đạo dọc ngang trên đảo dài hơn 20 km, hệ thống lô cốt dọc bờ biển, các khu nhà pháo. Rừng của đảo Cồn Cỏ thì hiện tại là nó rất hoang sơ, nó đang còn nguyên cái thực chất của rừng hay chưa. Đấy, các anh chị có thấy đấy, ngay mình đang đứng đấy là một dải mũ u, thì có những cây là có cả, nếu như mà theo đoạn thì còn là có nhiều năm tuổi rồi. Còn mình đi vào đây thì vào đây là có những cây bàng, rồi cây sến cũng có, cái sến ở đây cũng có, rồi cái trường, cái gồi, rồi cái tung, quao. Các nhà khoa học họ ra họ cũng đã thấy là có những cây hiện tại là chưa nằm trong tên trong cái sách của mình á. Đặc biệt ở đấy là cây máu chó mà gọi là cây dòng máu á, thì mình cào nó ra thì là có một dòng nhựa ra là giống như máu. Cuộc sống của người dân và lính đảo còn nhiều khó khăn, từ việc đi lại của tàu thuyền vận chuyển, những thiết yếu cho cuộc sống ở đảo những ngày sóng gió. Việc thiếu nguồn nước ngọt trên đảo hay nguồn điện, khí hậu của mùa đông giá lạnh hay mùa hè nắng đổ. Và dù cư dân ở đây chưa nhiều và chủ yếu ở đây là những người lính, nhưng những năm gần đây, Cồn Cỏ đã có nhiều đổi thay nhờ sự quyết tâm xây dựng đảo và sự cần cù của cư dân đảo. Ngọn hải đăng nằm một mình trên ngọn đồi cao của đảo đã bao năm tháng miệt mài báo sáng cho đường đi của những con tàu biển ngoài khơi. Bây giờ đang có thêm bạn là những ngôi nhà mới, là những ngôi trường học, trạm y tế, là trụ sở làm việc khang trang cho một huyện đảo mới. Một âu tàu và bờ cảng mới đang được gấp rút hoàn thành cho ghe tàu làm hàng hay ngư dân vào neo đậu khi trời giông bão. Xóm thanh niên xung phong trên đảo giờ đây cũng đã díu dan tiếng trẻ trong những ngôi nhà, những nhà trẻ mà Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng cho các gia đình. Cuộc sống trên đảo còn nhiều thiếu thốn, nhưng những gia đình thanh niên xung phong xây dựng những mái ấm trên đảo đều mong muốn đảo nhỏ sớm được đón những khách du lịch đầu tiên. Khi đó, các gia đình có thể tham gia vào dịch vụ du lịch, vừa có thêm nguồn thu nhập,
vừa đóng góp vào sự phát triển của đảo. Ngày đầu ra đảo thì nước nó thì cũng không có đấy. Ở đây thì đường xá thì cực khổ đấy. Mới ra thì điều kiện còn thiếu nhiều. Chỗ ở đâu cũng không có, đang còn ở nhờ bộ đội. Một thời gian thì lấy làm lán đồ ở, sau đó mới có nhà rồi mới ở. Thì tất cả đấy cũng được hồi trước là 42 người chừng vào hết rồi, vì là dân biển là rất ít chi nữa. Vì là toàn dân cuối ruộng hết, chứ một mình em đấy là như là nhiều khi mình muốn gom làm một cái tổ thì cũng không có người để mà động thêm tàu lớn mà đi. Rồi một chắc mình nhiều khi người đi cũng họ ngày nóng thì họ không bao giờ họ đi biển được rồi. Thì chắc em dân biển thì khoảng một người hai người thì cũng không thể có thể lập được cái tổ được. Cho mình sắm máy nhỏ ghé nhỏ rồi mình có thể đi người về hai người, mình kêu anh em trong quê ra đi đó, chứ không có đủ người để mà đánh bắt xa bờ được. Từ khi huyện đảo thành lập thì phải khẳng định những người ở lại đây là cái tương lai phát triển rất là rộng mở. Nếu sau này đảo mà du lịch nữa thì anh em còn năng động về phát triển về biển, mà đặc biệt nếu mà Cồn Cỏ bảo tồn về cái vùng biển được nữa thì người dân sống rất thoải mái và tinh thần phát triển kinh tế là càng thoải mái hơn. Cái nguyện vọng của bà con anh em ở đây là dù có quy hoạch như thế nào chăng nữa nhưng phải có vấn đề cấp đất cho nhà, dù 10 năm hay 15 năm nhưng mà phải cấp đất, cấp nhà cho anh em để anh em có một cái tư duy đó là phải có miền làm chủ nhà để có cái đầu tư và cả thứ sửa chữa. Thứ hai là có vấn đề là cái trong cái tư duy mình chủ động để mình xây dựng hoặc là trồng cây trồng để làm cái cây đẹp. Thứ hai là phát triển kinh tế. Những ngày nắng đẹp dõi tầm mắt về đất liền, nơi ấy xa xa là bờ cát trắng như một sợi chỉ. Nắng ánh trên biển bạc điểm một vài con thuyền câu, cao hơn là hàng dương xanh và dải Trường Sơn chạy dọc dài theo đất nước. Hòn đảo xanh tươi được đón sớm mặt trời, những ngày biển lặng và kiên cường trong mùa sông bão, ngày đêm trấn giữ bờ biển đông của đất nước. Nơi đây sẽ trở nên một điểm đến du lịch, luôn hứa hẹn cho ta thật nhiều khám phá. Cồn Cỏ là một cái hòn đảo nhỏ và huyện cũng mới thành lập, nhưng mà có thể nói rằng là tiềm năng là tương đối dồi dào, nhất là về phát triển kinh tế biển và đặc biệt là du lịch. Chính vì vậy mà trong cái định hướng về phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch của huyện đảo và được chính phủ phê duyệt theo định hướng tức là du lịch, dịch vụ, thủy sản, lâm nông nghiệp, trong đó là kinh tế du lịch là mũi nhọn. Và du lịch ở đây tập trung là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái biển, nghỉ dưỡng với cái khu du lịch cao cấp mà đã được quy hoạch khoảng độ 40 hecta. Ngoài ra thì Cồn Cỏ là một chiến trường xưa, một mảnh đất mà có thể nói rất là hào hùng, cho nên cái du lịch lịch sử cũng là một cái mà chúng tôi quan tâm. Cùng với cảnh quan đẹp, biển Quảng Trị là nơi có điều kiện rất tốt về hải văn, nhiệt độ nước trung bình hàng năm là 23 độ C, độ mặn khoảng từ 32-33%, có nhiều sóng. Đây là môi trường lý tưởng để phát triển loại hình du lịch nghỉ ngơi tắm biển. Đảo Cồn Cỏ, cửa Việt, cửa Tùng, Mỹ Thủy sẽ trở thành một tổng hợp thiên nhiên, mà ở đó sẽ phát huy được tối đa bộ môn du lịch tắm và lặn biển cùng các hoạt động vui chơi và giải trí khác. Để khai thác tiềm năng du lịch sinh thái biển dồi dào mà thiên nhiên đã ưu đãi. Sau khi tỉnh nhà được lập lại, Quảng Trị đã chú trọng đến việc xây dựng các bãi tắm nhằm phát triển du lịch và phục vụ nhu cầu vui chơi nghỉ dưỡng của nhân dân. Với những tiềm năng về cảnh quan, lịch sử, trong tương lai gần, mảnh đất Quảng Trị sẽ thay da đổi thịt, đem đến cho du khách một luồng sinh khí mới, luồng sinh khí từ biển.